kéo nó được chén nhiều lúc đầu không có nó hạ lâu rồi xuống xuống đất rồi nó chén không là nó lúc đầu cái là nó hoát thôi chén đầu tiên cũng ăn thôi chén đầu tiên cần thì chén đầu tiên đầu cần mở mồm thôi thì cần béo rồi hai đội mở mồm được chén đấy mà cái con chén sau đấy là dần dần nó căng sau nó bền nó rồi là con nào muốn chứ mà ngoái nó phải tương đối đều